là phóng viên kêu cứ thế em là bo cho mẹ chiếu. Thường là nhà thiết kế ra chào phải người ta phải vào chứ. Anh có phải thiết kế đâu. À quên, vâng. Nhưng mà sao nãy anh không dắt em ra? Em thấy mỗi lần mà có hoa hậu đến chương trình là anh bỏ rơi em à. Anh bỏ rơi em à. Kệ anh, kệ anh. Người ta phải bỏ chỗ tối tìm chỗ sáng. Phải dắt em ra, anh có biết là nãy em mặc bộ này em đi rất là khó khăn không? Để theo mô hình thì là anh là nhà thiết kế là phải đi với vơ đét chứ không ai đi với vơ đĩa cả. Chứ không ai đi với vơ đĩa cả. Vơ đĩa? À. Thì đấy đi cái kiểu đấy thì chả vơ đĩa. Không, em cầm em cái này như kiểu cầm cái nơm đi chụp cá ngày xưa đấy. Là em không có quen đi những cái đầm như thế này đấy thì em phải đi đấy gọi đi đúng như kiểu úp nơm. Vâng, thưa quý vị, và chủ đề ngày hôm nay thì quý vị có thể nhìn thấy ngay ở chúng tôi, đó là tất cả anh em chúng tôi ngày hôm nay đều rất đẹp. Chủ đề sẽ là đẹp vì ai. Và vừa rồi thì chúng ta đã nghe một ca khúc rất là dễ thương của ca sĩ Hansara, cái tên là Thế Là Không Xanh Chín Rồi. Và khách mời ngày hôm nay không ai khác chính là á hậu Hoàng Thùy. Đây Thùy, em ngồi đây. Này, khách ở ngồi giữa, mời em. Ok, đây. Hân hạnh được. Dạ, cảm ơn anh ạ. Rồi, ok. Thế còn em sao nhỉ? Em đừng em gì? Đang nghe anh phải dìu em vào rồi anh. Rồi, anh đây vào đây, cầm cái nơm lên. Rồi, đi vào đây. Anh làm thế này là các em hơi bị thất vọng đấy nha anh ấy. Chán thật. Đây. Đấy, nhưng mà như thế. Rồi, anh xin lỗi. Cảm ơn anh. Chủ đề của chúng ta đó là đẹp vì ai. Nào Hoàng Thùy, em đẹp vì ai? Đối với bản thân em thì thứ nhất là em đẹp vì em trước. Nhưng rồi. Mà cái thứ hai nữa là em, nghề nghiệp của em là người mẫu. Đúng rồi. Nên là em cũng phải đẹp vì những cái bộ đồ mà em mặc lên. Những nhà thiết kế người ta sẽ có những cái thiết kế rất là độc đáo. Khi mà em không đẹp, không tự tin thì em sẽ không lột tả được những cái vẻ đẹp của những bộ đồ hay là những sản phẩm mà em bóc lên người. Tức là đẹp cũng là một cái trách nhiệm với lại cái nghề nghiệp của em nữa. Rồi, đấy gọi là một cái lý do mà ở đây ít người được làm được thế. Như anh cũng không ai nhờ anh đến đây làm mẫu, còn nên anh cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc là anh phải đẹp vì các bộ đồ. Các bộ đồ nó phải đẹp vì anh. Rồi, bây giờ cái này là lý do về các người đẹp nên mình sẽ hỏi các người đẹp trước. Lâm Vĩ Dạ, em đẹp vì ai? Ngày trước thì em đẹp vì em. Bây giờ khi có chồng rồi em đẹp vì chồng em. Em nghĩ cái chuyện đẹp hay xấu của một người phụ nữ nó quan trọng lắm.
Bởi vì người phụ nữ như là một món trang sức bên cạnh người đàn ông. Nếu như mà mình xấu đi thì giống như người đàn ông của mình nghèo, không có tiền mua trang sức. Vâng, cho nên lúc nào em cũng muốn là một món trang sức lấp la lấp lánh. Em luôn muốn là một viên kim cương lấp lánh bên chồng em. Em có bao giờ nghĩ là nếu mà em lại là một viên kim cương đến một ngày nào đó, chồng em có bán em không? Không. Bởi vì em vô giá. Vô giá chứ không phải là không có giá nha. Vô giá là cách mà các ông chồng hay lưu tên vợ ở trong điện thoại. Vô giá. Anh em hiểu thế nào cũng được. Còn nếu có dấu vào thì cũng có thể là vợ già. Em cũng một phần là đẹp vì bản thân này, cũng là vì chồng em này, và một phần nữa để cuộc sống của em dễ dàng hơn một chút. Bởi vì dù sao đi chăng nữa, nếu mà có nhan sắc cũng sẽ được một phần ưu ái nào đó, cuộc sống nó cũng sẽ dễ hơn. Ví dụ ra mắt mẹ chồng mà mình ưa nhìn thì mẹ chồng cũng thấy có một chút thương nhiều hơn. Gọi là mình chỉnh chu, chỉnh chu gọn gàng rồi. Còn em, Han Sara? Em đẹp vì khán giả của em. Là khi mà họ nhìn vào, họ sẽ cảm thấy dễ mến, dễ chịu, chứ không phải là khó nhìn và khó chịu. Không, đấy là em khiêm tốn rồi, để còn khán giả còn yêu thương mình, còn phải thân tượng mình. Đối với Mika, Mika đẹp vì bản thân mình. Khi em thức dậy, em muốn cảm thấy thoải mái trong cơ thể của mình. Em muốn cảm thấy hài lòng về da của mình, về răng của mình, về tóc của mình. Cho nên em rất thích chăm sóc về mình. Tại vì em nghĩ là nếu em chăm sóc về bản thân, em sẽ tự tin. Và khi em tự tin, em làm điều nào đó, em làm công việc nào đó thì em biết em sẽ thành công. Cho nên cái việc đẹp không phải cho vì đẹp ở ngoài, nhưng mà đẹp ở trong vì tự tin. Bình thường từ lúc em ngủ dậy cho đến lúc em ra được khỏi nhà là bao nhiêu lâu? Chắc là khoảng 10 phút thôi. 10 phút? 10 phút thôi, tại ôi vì ơi, em... Ôi, làm sao được? Tại vì kiểu của Mika là tự nhiên. Khi Mika không quay phim, Mika không thích mặc make up, không thích làm mascara, không thích đâu. Mika rất thích cái da của mình là hít vào, thở ra. Và như vậy Mika cảm thấy rất là thoải mái. Tại vì nếu Mika cảm thấy tự tin khi không có make up thì chắc chắn khi sẽ có top đẹp, make up all night thì Mika sẽ siêu, okay. siêu đẹp. Từ từ chị Mika bảo là để cho da mình hít vào thở ra. Em nghĩ là cái này là kiểu văn hóa Pháp nhiều hơn đúng không? Ở Pháp là cô gái được phép thoải mái đúng không? Thích thoải mái, thích tự nhiên, rất thích tự nhiên. Còn ở Nga thì ngược lại, cô gái sẽ phải rất là lộng lẫy, thậm chí là đi vứt rác cũng phải make up đầy đủ, hoặc là đi mua bánh mì cũng phải make up đầy đủ và ăn mặc rất là đẹp. Ngày trước anh có đọc một cái tài liệu, người ta nói rằng là phụ nữ thì có 3 điều bất hạnh. Một là xinh đẹp, 2 là thông minh, và 3 là tài năng. Có 3 điều đấy thì nhìn chung cuộc đời người phụ nữ sẽ gặp nhiều những cái gọi là vất vả hơn. Nên các cụ còn có câu là hồng nhan bạc mệnh. Là ngày xưa thôi. Bây giờ còn anh nhìn đây, bây giờ là hồng nhan bạc tỷ nha. Bạc tỷ, bạc triệu có luôn. Vâng. Nhưng có bao giờ các em nghĩ rằng là đôi khi chính cái sự gọi là đẹp quá nó cũng là gây ra những cái phiền toái không? Em thì em nghĩ như là thực ra khi mà mình đẹp á, phiền toái cũng có, nhưng mà về cái mặt thuận lợi nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà giáo sư Xoay ơi, sao lại hỏi phụ nữ là tại sao mình đẹp vì ai mà lại không hỏi mình vì mình đẹp vì ai? Okay, con trai đẹp vì ai thì sao hỏi anh vậy? Xin lỗi, ba em đẹp vì ai? Tụi vậy? Em không đủ đẹp hay sao vậy? Ok, không bây giờ anh hỏi đây. Em không đẹp, đẹp thì thôi, thôi thôi để em ngồi. Ok rồi, CJ, em đẹp vì ai? Không dám nói, tại vì mình có đẹp không ạ? Mình có đẹp không? Đương nhiên là đẹp rồi, bà đã nhìn thấy body của tôi chưa? Ôi trời ơi. Thứ nhất, nếu mà nói về đẹp của người đàn ông á, thì nó có rất là nhiều cái để mà đánh giá. Có thể là body đẹp, có thể là khuôn mặt, có thể là cách ăn nói, có thể là tính cách, có rất là nhiều cái để đánh giá. Nhưng mà em nghĩ là hiện tại mình đang nói về ngoại hình, ok? Và đối với em thì em đẹp vì vợ em. Cái thứ hai nữa là em đẹp vì xã hội.
Thứ nhất là em là người đứng trước camera rất là nhiều. Thế cho nên là em cũng phải, nhưng mà cũng có rất là nhiều video mà em cũng chẳng thèm làm gì luôn á. Em ngủ dậy, bật camera, bật máy em làm luôn. Cũng tùy vào hoàn cảnh, cũng tùy vào những cái nơi mà em đến. Em không quá quan trọng, em nghĩ là em ngủ dậy em đã có cái đẹp rồi. Ngoài nhìn của mình cũng đi tập gym, không chỉ là vì muốn đẹp thôi mà vì sức khỏe nữa. Không thể nào mà anh có thể hỏi em là em đẹp vì ai mà em có một câu trả lời được không? Mà phải có nhiều câu trả lời. Đúng rồi. Nhưng mà sao có thể tự tin tới mức là mở mắt vậy là mình thấy mình đẹp được vậy? Mỗi người sẽ có cái cách nhìn. Và ví dụ trước khi em sang Việt Nam, em không biết thế nào là người phụ nữ châu Á mà đẹp. Em không biết luôn á. Lúc mà em sang Việt Nam, trong trường của em có một cái poster có rất là nhiều ảnh ảnh của phụ nữ. Thì em chỉ, ôi bạn này dễ thương này, bạn này đẹp này. Xong bạn, mấy bạn người Việt Nam của mình chỉ là thế này mới là đẹp này, thế này mới là đẹp. Em mới bắt đầu hiểu, hóa ra là đây là gu của người Việt Nam này nè. Em mới bắt đầu tìm hiểu thêm đó. Còn người nước ngoài mà nhìn thấy người da đen, họ sẽ không biết được là thế nào là đẹp đó, họ sẽ không biết được. Nhưng mà em cực kỳ tự tin. Thế là lý do vì sao em cua một cô gái Việt Nam rất là xinh đẹp chưa? Ý dạ là sao phải không? Nghĩa là khi mà dạ mở mắt dậy dạ không dám thấy dạ đẹp liền. Bởi vì lúc đó chân mày mình không có nè, môi mình thì lợt lạc nè, cái mặt mình thì tái mét. Cho nên là nhiều khi mình phải có một chút xíu chân mày, chút xíu môi son thì mình mới cảm giác là mình đẹp được. Ý nhưng là mà đấy là phụ nữ, đàn ông không có cái vấn đề đó. Em đồng ý với anh CJ nha. Đối với bản thân em á, trên sàn catwalk hay là những cái make up á, em không nghĩ là mình đẹp nhất. Mà em thấy là lúc buổi sáng mình thức dậy ấy, và những lúc mà mình có thời gian mình nghỉ, mình ở nhà mình relax, mình xông hơi, mình làm mặt xong á, thì lúc đó em cảm thấy em rất là đẹp. Bởi vì em cảm thấy là không có stress là phải ngồi make up, xong rồi phải mang make up cả ngày, xong mang len, rồi mang đủ thứ hết trơn á. Mà lúc mà em thấy là em ngủ dậy á, em thấy là em đẹp nhất. Cái này hơi ngược với mọi người. Có lẽ là một lý do nữa là bởi vì ngay cạnh giường của em là có một cái chiếc gương. Ngủ dậy một phát nhìn gương, wow. Anh thì nghĩ là có thể cái thời điểm mà mình vừa ngủ dậy đầu óc cũng chưa tỉnh táo lắm. Đồng ý, em đồng ý. Em nói thật nha, lúc em thích chụp mình tự sướng nhất đó là chính lúc em thức dậy. Ủa ngộ vậy, người ta có câu là phụ nữ xấu nhất là khi vừa mới ngủ dậy. Không có. Ai bảo? Không có. Thực ra nếu mà ví dụ như là ngày bình thường mình ngủ sớm, mình dậy sớm thì tự nhiên cảm thấy rất là fresh và thấy mình rất là healthy á. Kiểu bạn vậy. Có thể là chị đi quay nhiều đêm khuya đúng không? Chắc vậy á. Sáng vậy không dám cho sao luôn. Đúng, bởi vì chị đi quay nhiều đêm khuya là buổi sáng cái tinh thần của mình nó chưa được thoải mái. Bên Mỹ bên ngoại mình có một cái câu là cleanliness is next to godliness, tức là cái sự sạch sẽ này sẽ gần gũi nhất với lại cái sự thân thái của mình á. Đối với Luân á thì không có nghĩa là mình phải sửa soạn quá nhiều gọi là đẹp, nhưng mà cái bản gọi là đẹp nhất của mình là cái bản sạch sẽ nhất. Mình tắm rửa xong rồi mình cắt móng tay xong rồi mình làm skin care tất cả được hết xong rồi, đó là mình rất là đẹp luôn và cái đó rất là tự tin. Nên là Luân nghĩ là lúc nào cũng phải chăm sóc bản thân mình, cả trai cả gái đều phải sạch sẽ là mới gọi là đẹp. Đối với em thì em yêu chính mình. Đẹp vì chính mình. Bởi vì nếu mà bản thân không yêu bản thân thì ai có thể yêu bản thân được? Đúng, mình đúng. Ai có thể yêu mình được? Cái câu này rất là phổ biến ở Hàn Quốc. Mọi người có biết sự tích của Hoa Thủy Tiên không? Dạ không ạ. Sao mọi người lười đọc các loại sự tích chứ nhỉ? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với sự tích Hoa Thủy Tiên. Đó là ngày xưa có một chàng trai rất là đẹp. Và chàng trai yêu chính bản thân mình luôn. Cứ ngồi ngó xuống cái ao nước ấy, ngắm mình suốt ngày, xong rồi lăn tòm xuống đấy chết và trở thành bông hoa thủy tiên, lúc nào cũng cúi đầu xuống để ngắm mình ở dưới nước. Anh ấy cái đó là tự yêu đúng không? Tự luyến nó cũng là một dạng như vậy. Riêng cái đẹp là một cái mà mọi quốc gia, mọi dân tộc, mỗi một người khác nhau đều có những quan điểm khác nhau. Tôi là đẹp là vì vợ tôi bảo là nên đẹp thế thôi, chứ còn thực ra tôi không quan tâm đến ngoại hình lắm. Chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm ngay sau đây. Xin mời. Chồng ơi, ra phụ em xách đồ vô nè. Đang bận công chuyện rồi. Thiệt luôn. Trời ơi. Xinh quá. Wow. Trời đất ơi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Ủa anh, em mới đi dự tiệc về hả em? Anh làm gì vậy? Này là người đẹp tay đô. Anh kẻ chân mày. Cái gì? Anh là chồng em đó. Anh làm riết người ta tưởng là anh vợ em không đó. Lao quá, anh là chồng mà. Cái tự nhiên bây giờ ngồi đó kẻ chân mày. Một hồi là anh đi gặp đối tác. Ủa sếp ơi, sếp nghe
Xe đang đứng ở dưới sảnh rồi. CJ, qua đứng kế chồng chị. Anh đứng lên, đứng lên, anh đứng lên. Mọi người nhìn vô đi thấy rõ ràng không? Một trời một vực, không có một cái ông sếp nào mà ăn mặc coi kìa trời đất ơi. Áo sơ mi, quần tây, kẻ chân mày hết trơn trội á. Anh riết rồi thì sao? Dòm không? Thấy không? Tài xế người ta đó, người ta bận vét tông đó, nhìn đẹp đẽ mà trời đất ơi, anh sao đâu á. Alo, alo, mất kết nối với máy chủ. Ôi, là trời. Alo, CJ. Dạ. Diễn em làm gì vậy? Mài. Ủa, em làm gì vậy? Em làm đẹp. Ủa, là sao vậy trời? Ủa, thế giới đảo điên hết trơn rồi. Ủa, sao vậy à? Ai cấm đàn ông không có quyền làm đẹp? Anh, chỉ có phụ nữ mới làm đẹp thôi. Đàn ông các anh chỉ cần mạnh mẽ. Và mạnh mẽ là phụ nữ chúng tôi yếu lòng. Vâng, cảm ơn Thanh Vàng và Bửu Đa và diễn viên trong vai tài xế điệu đà của chúng ta, CJ. Dành một tràng pháo tay. Và với tiểu phẩm vừa rồi, chúng tôi hỏi luôn câu hỏi vất lục: đàn ông làm đẹp nên hay không nên? Nên chứ. Trời ơi là trời ơi. Đổi rồi. Ở Nga ấy, thực sự là em thấy là nếu mà đàn ông mà quá quan trọng hóa cái vẻ đẹp của mình thì như thế không được tốt cho lắm. Bởi vì là đàn ông có sự nghiệp, có gia đình, có những cái rất là nhiều mối lo khác để mà lo. Từ. Nhưng mà Tất nhiên là ICJ cho em nói nốt một tí đã. Tất nhiên là đàn ông không được bẩn thỉu, không được xòe xòa. Cầu thả. Đúng rồi, không được. CJ rất muốn nghe Mika nói. Mika muốn tiếp tục về chủ đề này. Tại vì thật sự ở Nga mình cũng có một cái cách nói là người đàn ông phải đẹp trai. Đẹp trai hơn con khỉ một chút thôi. Đẹp trai hơn con khỉ một chút thôi á? Rồi, dạ, để Mika giải thích. Đấy là một cái cách nói ở Nga rất là phổ biến. Tại vì người ta nghĩ là một người đàn ông là đẹp trai và chăm sóc về đẹp của mình là một điều rất là nguy hiểm, là không tốt. Ủa? Tại vì trong văn hóa Nga là người phụ nữ làm đẹp là bình thường, là giống như người ta nghĩ là người phụ nữ phải làm như vậy. Tại vì đấy là phụ nữ rất quan trọng về đẹp là bình thường. Nhưng nếu một người đàn ông bắt đầu là tôi là đẹp trai, tôi là, nhưng mà đấy không phải là cái role của người đàn ông, thì em vẫn nhớ bà ngoại của em luôn luôn nói em lúc nào em muốn lấy chồng em chọn một người đẹp trai con khí một chút thôi. Và ngoài ra ở Nga người ta cũng suy nghĩ là nếu một người đàn ông làm đẹp thì chắc chắn người đó không thích người phụ nữ. Và nếu ở Nga là ở ngoài đường là si chế làm như vậy thì người ta sẽ suy nghĩ là chắc chắn thích người đàn ông. Còn ở Pháp người ta cởi mở hơn. Nhưng nếu một người đàn ông là tôi thích đi spa, tôi thích làm massage, làm người ta cũng nhiều bạn này không phải mạnh mẽ, không tốt. Rồi, cho nên đấy là lý do bây giờ tôi muốn giải thích cho các bạn. Tôi phải ưu tiên phụ nữ trước. Nào Hansara mời em. Để phụ nữ nói trước hết. Giờ tôi đang nóng nè. Nóng thì ngồi đây cho mát. Rồi Hansara mời em. Nãy giờ em và anh ấy nhìn nhau khá là nhiều. Anh ấy là anh nào? Anh Oppa ấy. Thật sự là đối với bên Hàn á, như mọi người cũng biết thì cái việc mà make up nó rất là bình thường, và cả con trai cũng vậy. Con trai được make up luôn? Dạ. Yeah. Và bình thường chứ không phải là vào sự kiện đặc biệt, ví dụ như anh lên hình thì mới phải có đánh phấn các thứ để cho nó lợi sáng. Dạ yeah, không, anh đi, anh chỉ còn đi ra cái đường Hung Đê á, anh có thể thấy được rất nhiều bạn nam bạn full make up nhiều khi đậm hơn cả các bạn nữ. Em cảm thấy đó là một cái điều quyền tự do chứ không phải là đấy là bình thường. Thật sự thì em không muốn đi hẹn hò với bạn trai người Hàn Quốc của em xong bạn ngồi đánh phấn đâu. Nhưng mà khi mà mọi người đi qua Hàn á, mọi người đi vào những cái shop mà họ bán mỹ phẩm á, em đã từng chứng kiến một cậu bé nhìn rất là học sinh cấp 1. Bạn đấy đi vào lựa son.
lựa son và đánh thử. Thực ra ban đầu thì em hơi kiểu khó chấp nhận xíu, tại lần đầu tiên em thấy cái cảnh đó, nhưng mà em nhìn xung quanh lại thì thấy có rất là nhiều bạn nam. Đi vào đấy mua đồ thì em cảm thấy là ồ, đấy là quyền tự do của mỗi người mà, tại sao ước gì mà tại mắc gì mà mình phải nghĩ là đấy là sai. Okay. Đấy là điều nhu cầu mong mọi người mong được, muốn. Bây giờ không để hỏi chính luôn Jugrak chứ. Tất nhiên mỗi ngày và quá nhiều thì sẽ là giấy tên thứ ba. Chỉ qua đây hả? Có ý đồ hả? Chủ nhật ngay đặc biệt thì sẽ trang điểm là rất là bình thường, bởi vì con gái cũng là cố gắng làm đẹp mà, thì con trai cũng phải cố gắng, thì cái đó là công bằng mà. Chỉ vì các bạn muốn làm đẹp không có nghĩa là các bạn là đồng tính nam. Đúng. Sở thích của họ nằm ở đó thôi, chứ cái việc thích quen ai á, đó đâu có liên quan gì đâu. Không, nhưng mà đàn ông thường được ví là phái mạnh, là người bảo vệ, là người che chở cho phụ nữ. Còn phụ nữ make là... Make up không có ý nghĩa là không che chở được đâu. Thì anh có nghĩa là người đẹp không che chở à? Đánh lên dày quá mà đụng chuyện che chở cho người phụ nữ, rồi lúc đó không lẽ em đợi anh một chút xíu, cướp giật đồ em đứng đó em đợi anh chút xíu để anh dặm chút nền rồi anh dí thằng ăn cướp hả? Thôi ba làm quá rồi. Rồi. Việt Nam có câu gì? Trai tài gái sắc, đúng chưa? Đúng. Đúng. Chứng tỏ là đối với người đàn ông, người ta quan trọng cái tài hơn là cái chuyện nhan sắc. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã từng chứng kiến những người rất xấu nhưng vợ và người yêu của họ rất là đẹp, chỉ đơn giản bởi vì họ có tài hoặc là họ có tiền, vậy thôi. Còn bản thân Lâm Vĩ Dạ thì khi mà có chồng rồi, người ta lại có cái câu là củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Thật sự luôn, đúng không ạ? Em không chấp nhận được cái chuyện mà nửa đêm chuẩn bị lên giường đi ngủ mà chồng em nói là em đợi anh một chút xíu để anh skin care da mặt, để anh dưỡng môi, đánh kem body cho da anh mượt hơn, da anh khô quá. Là em không chấp nhận được cái chuyện đó. Ủa? Đối với Dạ. CJ làm suốt đó, CJ làm suốt đó. Đối với người phụ nữ Việt Nam và người phụ nữ châu Á thì người đàn ông là trụ cột của gia đình, là một cái gì đó nó rất là mạnh mẽ. Mấy bạn phụ nữ mà không tự tin khi mà chồng của mình làm đẹp là chính là bạn phụ nữ đó đang không đủ tự tin với bản thân nó. No, thằng liên quan. Tôi luôn tự tin tôi đẹp hơn chồng tôi bạn à. Rõ ràng bà không có tự tin. Ở nhà Dạ là xinh gái nhất nha. Đúng vậy. Tại vì là Dạ có hai con trai. Đúng. Thế có ai cạnh tranh đâu. Chồng của chị có lo cho chị được không? Là rất đầy đủ. Rồi ok, vậy thì kệ. Nghĩa là em chấp nhận cái chuyện cắt tóc, chuyện tắm rửa, làm tay, làm chân. Đúng rồi, nhưng mà cái chuyện mình mà... chấp nhận. Nghĩa là nó cứ ngày nào cũng không dưỡng da mặt này nọ kia. Em nhìn đúng, thấy không, nó kỳ á. Cái hình ảnh nó bị yếu đuối á. Nghĩ là vẻ đẹp của đàn ông là cái sự mạnh mẽ của đàn ông. Đúng. Anh thì lúc nãy là chọn không đồng ý là vì như này. Vì bản thân anh thôi, anh không thoải mái lắm. Vợ anh là người rất ủng hộ anh và cổ vũ anh cái việc là làm đẹp. Mùa đông ngoài Hà Nội nó rất là lạnh và nó khô, nó nẻ mặt. Vợ anh chỉ rất là chờ để được bôi kem cho anh. Nhưng anh bảo không, chỉ cần bôi nước muối là xong. Có thể rất sót cái lúc đấy, nhưng sáng hôm sau yên tâm luôn đi, mặt của em trong vòng một tuần tới không bao giờ bị nẻ nữa. Còn vợ anh thấy anh có mụn, anh ơi, kem trị mụn. Không, kem đánh răng bôi phát lại ngay. Tại vì kem đánh răng nó nóng và nó lại có glycerin, nó làm giữ ẩm. Nó khoảng ngày mai tự nó bóng hết. Và gần đây nhất, vợ anh đã thuyết phục được anh làm một việc mà vợ anh đã phải mất vài năm thuyết phục anh, đó là nhuộm tóc. Thế thì vợ anh mới thuyết phục anh là vì bảo là trông anh già nó ít năng lượng quá, nhất là anh đi dẫn chương trình nữa thì anh trông nó phải nhiều sinh khí. Thế là anh đã phải chấp nhận là lần đầu tiên trong đời anh đi nhuộm tóc, anh phải chụp ảnh lại mà. Và thứ nữa là gì? Có rất nhiều người tặng quà sinh nhật cho anh là tặng clutch, thì vẫn là đồ thời trang của đàn ông thôi, nhưng anh không cầm được clutch. Bởi vì anh cho rằng là đôi tay của người đàn ông ấy là để dùng cho rất nhiều việc, là xách đồ cho phụ nữ, là mở cửa, là để che chở lúc mà ví dụ xe cộ ngoài đường các thứ, mình còn che chắn, mình còn xử lý, là đôi tay của đàn ông rất quan trọng. Thì nên là anh có rất nhiều clutch và anh phải đi cho, anh không dùng được. Anh cho em đi, em dùng nhiều. Anh cho hết rồi. Đấy, quan điểm của anh là anh theo hướng của Lily và của Lâm Vĩ Dạ. Một người đàn ông trong gia đình thì nói chung là nên, thứ nhất là cần phải tỉnh táo, bình tĩnh, và thứ hai nữa là cần phải có đủ sức mạnh để take care vợ con. Em thì là đồng ý. Đàn ông làm đẹp đồng ý. Với việc đàn ông làm CJ đẹp. CJ đắp ra mặt thoải mái. Sorry. Oh, come on. Ông cái. Cảm ơn bạn rất nhiều. Vậy gái quá luôn á. Nắng cái dở nhà tôi về tôi mét nghe không? Thực ra là bản thân em là em thích bạn trai đẹp. Bạn trai của em cũng là người thích làm đẹp.
thứ nhất là khi mà em đi chung với người đàn ông của em thì em cũng muốn anh đẹp. Thứ nhất là em cảm thấy rất là tự hào và em cảm thấy xứng đôi vào lứa với em và em thích cái điều đó. Cái thứ hai là em thấy là ảnh cũng thích cái đó và em tôn trọng cái quyền đó của ảnh. Và em cũng thấy cái đó trong gia đình của em, rằng là bố em mỗi lần đi ra đường là cạo râu rồi làm tất cả soi gương phải đến 100 lần gì đấy. Thì em thấy rất là bình thường. Cái đó bình thường, cạo râu nọ nó bình thường. Không, nhưng mà soi gương thì rất là bình thường mà. Nhưng mà em đang nói ở đây là ví dụ như là đàn ông hơi quá đà. Từ từ, em chưa nói đến cái đoạn đó. Tiếp theo nữa là em không thích ở một cái, đây em nói là real man nha, là một người đàn ông thực sự á, mà đi ra đường phải đánh foundation hay là kẻ chân mày hay là đánh son, thì cái điều đó là em không chấp nhận được. Còn nếu mà skin care, take care một chút về tóc hay là quần áo hay là da thì em không có vấn đề gì. Bản thân CJ là một người có da rất là khô, cho nên là lúc mà Dạ nhắc đến việc là kem dưỡng các thứ, ôi CJ mới, bởi vì CJ bình thường là mình sẽ tắm vào buổi tối, và lúc mà nếu mà CJ tắm mà không bôi buổi sáng thì da sẽ rất là khô. Mũi cũng vậy, nuôi một cái dao như thế này đâu phải đơn giản đâu. Nếu mà CJ không chăm sóc nó sẽ trông rất là kỳ luôn. Cái bộ tóc này đâu phải đơn giản đâu, nó sẽ như kiểu cái phân của con dê ấy, nó sẽ như thế, thật sự là như vậy, nên là mình phải chăm sóc nó. Đúng. Nếu như những cái người mà có cơ địa đặc biệt như vậy thì không sao, còn cái này mà da dẻ bình thường mà cứ phải dưỡng ấy, thấy nó bị gì. Nhưng mà bên cạnh đó mình sẽ sử dụng như cái kem dưỡng da mà mình nằm cạnh vợ mình rất là thơm thơ, và vợ mình sẽ cảm thấy wow rất là thơm. Đúng. Thế bình thường anh tốn bao nhiêu thời gian vào việc làm đẹp? Không, nó sẽ ở trong cái thời gian mà CJ vừa đi tắm xong và làm, nó sẽ rơi vào đâu khoảng 30 phút đến 45 phút. Và nó là điều rất là bình thường, và tôi vẫn là một người đàn ông 100% chuẩn men, và tôi làm việc rất là chăm chỉ, tôi hỗ trợ vợ tôi trong việc nhà cửa, tôi chăm sóc con rất là tốt và tôi làm đẹp. High five, đồng ý hoàn toàn. Đàn ông chuẩn men vẫn làm đẹp, vẫn lo cho gia đình nhà. Đây. Lily và Lâm Vi Dạ có nghĩ rằng là nếu CJ nó bỏ cái việc làm đẹp đi thì nó có thành công hơn không? Trả lời giúp tôi. Chắc chắn là sẽ thành công hơn. Xin lỗi ạ. Em đang không nói đến cái việc là cái công việc của anh nó phải có ngoại hình thì anh không được làm đẹp, bởi vì lần đấy là yêu cầu của công việc rồi. Rồi, anh nghĩ là số sau anh sẽ xin chương trình cho anh một cái búa với cái thớt đây, thì khoảng cúp thôi, dừng lại. Và bây giờ là lúc như thế, chúng ta cãi nhau đủ rồi. Anh nghĩ như này, để anh chốt đi. Anh cứ chốt một cách đúng đắn nha, không là em chốt anh cho mình nha. Em không cho anh chốt đâu. Anh chốt anh theo cái cá nhân của anh là không ơi. Không được rồi, anh vẫn nói quan điểm cá nhân của anh, nhưng chốt thì anh sẽ nói quan điểm của chương trình chứ. Các anh không được uy hiếp MC của tôi. Ok, mình mạnh nhưng mình vẫn hoàn toàn có thể làm đẹp như CJ. Yes. Hoặc okay. là phái đẹp như chị em, nhưng chị em hoàn toàn cũng có thể tập luyện để trở nên khỏe mạnh hơn. Cũng được. Trời ơi, hồi trước em tập boxing với Muay Thái mà. Muay Thái của em là đánh nhau thật không hay là đánh đùa đùa thôi? Đánh nhau thật. Không. Cái lúc mà em bắt đầu đi tập boxing á, mọi người hỏi là tại sao em lại tập môn đó cho con trai mà. Nói, tại sao môn đó là cho con trai có quyền tập boxing và con gái cũng có quyền tập boxing. Đúng vậy. Và ngược lại, con gái có quyền make up thì con trai cũng có quyền. Em hiểu cái cảm giác của chị. Em biết chị đang nhìn em luôn, mặc dù em không nhìn thấy chị. Ý là ý em ở đây không phải là quá lố, nhưng mà như kiểu anh CJ, em rất là thích cái kiểu như vậy. Tại vì em nghĩ là một người mà biết làm đẹp cho bản thân mình đó, là một người yêu thương bản thân mình. Và nếu mà họ đã biết yêu thương bản thân mình thì họ biết cách làm sao để yêu người khác. 1 triệu like. Ê, tự nhiên Hazara nói câu này cái tôi sáng sáng ra ta. Ok, ngay sau đây chúng ta sẽ đến với một tiểu phẩm. Xin mời tiểu phẩm. Hello. Ủa ai vậy? Hello everybody, say yeah. 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 Xin chào. Cái gì qua đây ngồi, qua đây ngồi. Kiếm nhà bán khó quá. Xin rồi. Chào. Khó lắm. Trời ơi, qua đây ngồi, tiện ngồi chỗ dở thôi. Rồi, xin giới thiệu với em. Anh đây là bạn của anh á, anh quen ở bên nước ngoài. Tên của ảnh là Tony. Trời ơi, nhìn giống mấy ông già dưới quê lên thăm con vậy. Vớ bạn đẹp quá. Vớ bạn đẹp. À, khen em đẹp đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi, dạ đẹp quá. Thôi, giờ mình vô nè, vô. Rồi. Ý trời. Nè, Tony, làm tóc ở đâu vậy?
cái anh hớt tóc, anh nói là ở Việt Nam có cái mốt đan trường đẹp lắm. Hớt tóc hai mái kiểu đan trường đẹp lắm. Nhìn ra đường ai cũng cười. Không sao anh. Thiệt, vui mà. Vui. Vui là được rồi. Thôi ăn cơm. Đây là vớ anh nấu à, giỏi quá đi. Không có nấu, bây giờ mà ai mà nấu. Chứ ở đâu ra mà có. Rồi, alo một cái có liền à. À là đặt shipper đem về. Đúng rồi. Đi ăn đi, ăn đi. Mời dạ, mời anh nha. Ôi nhưng mà đi đường xa tôi khát nước quá. Em, xuống bếp. Dạ. Pha trà cho bạn anh uống. Anh pha đi. Trời, em pha đi. Anh pha đi mò. Rồi em làm gì? Nè nhìn nè, em làm vợ anh chứ làm gì trời. Móng tay em sao mà pha trà được. Em làm vợ với em làm đẹp. Làm đẹp gì? Làm đẹp cho em hay làm đẹp cho ai? Làm đẹp cho em nhưng mà anh hãnh diện. Đúng rồi, vớ đẹp như thế này là rất là hãnh diện luôn. Nếu mà tôi có người vớ như anh là tôi cưng hết mực luôn. Tôi chỉ cho cô ấy ngồi một chỗ thôi. Cần đói tôi cho ăn, khát tôi cho uống. Nếu muốn đi tắm tôi bồng đi tắm rồi tôi đưa về luôn. Anh ơi, em đâu có liệt đâu. Không, ý tôi nói là nếu mà có người vớ đẹp thì mình phải cúng phụng cô ấy mà thật là tốt. Cho nên anh đừng có mà bắt nát vợ anh. Nghe chua, nghe người ta nói chua. Người ta đẹp là người ta có quyền. Ok, chúng ta dành một tràng pháo tay để cảm ơn Phương Linh, Biểu Đa và Thanh Vàng. Cảm ơn các bạn. Nào, em đẹp, em có quyền. Đồng ý hay không đồng ý, chúng ta biểu quyết. Xin mời. Khó quá. Quan trọng là cái quyền gì mới được chứ. Trời, tự tin quá. Ok. Đầu tiên là Minh Cơ Chu. Em đẹp em có quyền, em sẽ có giống như là cô vợ hay không? Em giống như cậu này. Tại vì Mika cũng có móng tay rất là dài. Xin lỗi mọi người nhưng mà Mika không thích, là Mika rất là ghét rửa chén. Cho nên nếu có một cơ hội người khác, người giúp việc, người yêu là người nào hoặc là anh rửa chén ở nhà của em thì em sẽ rất rất cảm ơn anh. Không. Mình đẹp, mình có quyền. Em tin là ok vì em đẹp, có thể người ta giúp em nhiều hơn. Nhưng mà em nghĩ là người ta không phải đồng ý vì em đẹp, nhưng mà tại vì em có cái năng lượng. Lúc nào em đi vào một phòng nào đó, em luôn luôn chăm sóc về người đó. Cho nên có thể em bị lùi với cái điều là rửa tay, không phải rửa tay, rửa chén giống như cô này. Nhưng cái quyền của em là ở trong của em. Cho nên khi em già rồi thì em cũng sẽ cảm thấy đẹp. Không phải vì bên ngoài, nhưng mà tại vì em biết chính xác, tại vì ở trong em là một người tốt. Nếu mà chỉ đẹp bên ngoài thì nó sẽ rất là hạn chế và rất là ngắn hạn. Mình phải có cả đẹp, trí tuệ và tâm hồn. Và em nghĩ là những cái việc nhà mà mình giúp đỡ chồng thì cũng là một cái việc mà mình đẹp về tâm hồn nữa. Bởi vì là người chồng mình khi mà yêu mình không phải là yêu mỗi vì cái đẹp bên ngoài, mà yêu cả tâm hồn của mình. Và khi mà trong một cuộc hôn nhân thì tất nhiên là hai người cùng phải giúp đỡ nhau. Nếu mà mình đẹp không có nghĩa là mình có quyền không làm gì hết và kệ chồng một mình làm gì thì làm. Còn em, Hoàng Thùy, em chọn là ủng hộ việc đấy. Em đẹp, em có quyền. Thực ra thì nếu mà nói về tiểu phẩm này thì nó không phải là hình ảnh cô con gái mà em giống như trong đó. Cái sự có quyền của cô này hơi bị self-suffered, gọi là ích kỷ. Như bản thân em có thể lộng lẫy trên sân khấu, móng tay rất là dài, nhưng về nhà em vẫn lau, nhà em vẫn dọn dẹp, em vẫn làm tất cả mọi thứ. Nhà em vẫn có người giúp việc đấy mỗi tuần, nhưng mà em vẫn muốn tự làm để cho bản thân mình có một cái gì đấy thú vui trong cuộc sống. Và mình không quên đi những cái giá trị mà bình thường ở quê mình vẫn hay làm, mà không phải là bây giờ mình nổi tiếng, mình có tiền mà mình không làm những cái đó. Vâng. Ngày xưa mọi người cũng không nghĩ là em đẹp, nhưng mà tại sao em lại có thể thắng cuộc thi model, và tại sao em lại có thể đi thi và đại diện cho phụ nữ Việt Nam tại cuộc thi hậu Hoàn Vũ. Có nhiều người nói em xấu, nhưng mà bản thân em tự tin em đẹp thì em có quyền để em chọn những cái lựa chọn trong cuộc sống của em. Ok. Nếu mà là em là người đàn ông trong cái tình huống đó, vợ em đã nói không muốn làm, em sẽ không ép nữa và em sẽ tự em làm. Và phụ nữ có quyền để mà nói rằng em không thích điều đó và em cũng thích làm, ok, và mình sẽ tìm cách giải quyết. Cuộc hôn nhân hoặc là một mối quan hệ thì ai rồi cũng phải biết nhường cho nhau. Nó phải có sự công bằng một chút và mình phải biết làm thế nào để giúp đỡ nhau.
Đôi khi anh thấy rất ngạc nhiên là vì có rất nhiều việc mà hoàn toàn phụ nữ có thể làm được, nhưng tại sao là vẫn cứ phải là trông chờ sự ga lăng của đàn ông? Ví dụ như chai nước thì ở nhà bình thường nếu mà đi cô ở nhà vặn cổ gà thì chắc là gà gãy cổ, thế nhưng mà vẫn phải nhẹ nhàng không vặn được cái nút chai nước, lại phải người đàn ông vặn. Ví dụ vậy, giới hạn đến mức nào thì là vừa đủ, còn mức nào thì gọi là chúng ta hơi tham nhũng cái sự quan tâm của người tham khác. Tham nhũng. Dùng từ tham nhũng. Cái câu đẹp có quyền và có quyền làm đẹp là khác nhau. Và nãy thì nghe mọi người chia sẻ thì ai cũng nói là phụ nữ phải có quyền để tự làm đẹp và phải quyền chọn những thứ mình làm. Thì đúng là mình có quyền làm đẹp, nhưng mà đẹp có quyền thì đối với em cái câu này nó hơi có cái tính chất kiểu như là vì mình đẹp mình có thể làm như thế được. Và đối với em thì mình có thể đẹp đi cỡ nào á chứ chắc gì mình đẹp hơn người khác. Mà tại sao vì mình đẹp mình không cần phải làm những thứ mà người khác phải làm? Mình không có hơn ai hết, mình có thể đẹp đi chăng nữa thì mình không thể làm hơn người khác được. Đẹp là cái thêm, không phải là cái chính. Còn cái chính là nằm bên trong nữa. Mình phải đẹp bên trong thì bên ngoài nó mới đẹp được. Mình không đẹp bên trong mà bên ngoài thì đẹp á, mình chỉ có cái vỏ thôi, mình chỉ có cái xác thôi, mình có cái gì đâu. Mình phải có cái ruột nữa. Đó thì đó là cái lý em không đồng ý. Không, nhưng mà có rất nhiều người là kể cả là như em nói là cái vẻ đẹp bên ngoài, nhưng mà vì họ rất đẹp thì họ tự nhiên có những gọi là những cái ưu đãi khác, và họ có quyền được hưởng những ưu đãi đấy. Tại vì quan trọng là khi mà con người gặp người mới thì mình luôn luôn đánh giá bằng cái bề ngoài trước, mình mới biết bên trong như thế nào. Nhưng mà quan trọng là Luân đang muốn nhấn mạnh, quan trọng là mình phải cố gắng hết sức của mình để mình đối xử mỗi người giống nhau. Okay. Mặc dù là cái bề ngoài có thể khác. Mika chỉ muốn nói một câu thôi, tại vì Mika biết trong tiếng Việt có một cái câu là cái nét đã chết cái đẹp. Cái nét đánh chết cái đẹp. Chính xác, cho nên là giống như Luân Vũ đang nói là điều quan trọng nhất là mình cũng phải chăm sóc về đẹp ở bên trong. Bên đúng trong rồi. Mình là đấy là đẹp sẽ luôn luôn ở đây, được không? Yeah. Đúng rồi. Bây giờ thì là người ta hay bảo là cái đẹp đè bẹp cái nếp. Lý do em không đồng ý là những cái trường hợp như này hay là rửa chén thay vỏ là cái đó là thuận lợi thôi, không phải là quyền. Đối với em, quyền là giống như có thể làm tất cả mọi thứ như vậy. Ví dụ là mình đẹp thì có thể coi thương người ta hay là tổn thương người ta như vậy. Em nghĩ như vậy thì em lý do em không đồng ý là em nghĩ như vậy. Anh đồng ý. Rồi, xin mời Hoàng Thùy. Em định nghĩa một cái chữ đẹp á. Nó là thứ nhất là cái vẻ bề ngoài. Bề ngoài. Cái thứ hai là sức khỏe. Cái thứ ba đó chính là cái đầu óc, cái trí tuệ và cái kiến thức của mình đến đâu. Và cái thứ tư đó là thái độ của mình với mọi người. Thì đối với em cái chữ đẹp nó nằm ở trong cái đó. Không phải thuộc về là mình có một làn da đẹp hay là tóc đẹp hay là một cái mũi cao hay là một cái body. Đấy là một phần thôi. Một phần trong bốn cái điều đó. Mất rất nhiều công sức để có thể gây dựng được. Như tụi em mà để giữ được một cái làn da đẹp hay là để có một body đẹp, phải đi tập luyện, phải tìm ra những cái phương pháp khoa học để giúp cho sức khỏe mình tốt hơn. Phải thực sự là có rất là nhiều cái tâm huyết để bỏ vào cái việc làm đẹp đó. Chứ không đơn thuần là tôi đẹp là tôi sinh ra là tôi đã đẹp. Anh nhớ có một lần anh đi xem trực tiếp một cuộc thi hoa hậu, thì ban giám khảo đã hỏi cái cô gái mà cuối cùng đoạt hoa hậu, nếu bạn có một điều ước để chọn một trong hai thứ là chọn một ngoại hình đẹp hay là chọn một trí tuệ, thì cô ấy đã bảo là em chọn sắc đẹp, bởi vì sắc đẹp là cái mà không dễ gì có được. Tại vì ngoài là bản thân mình sinh ra đã có một cái lợi thế về nhan sắc, lại còn phải mất công để chăm sóc như em vừa nói. Lúc anh đi ra là khán giả phản đối kinh khủng, bảo ban giám khảo gì mà vớ vẩn, có tại sao nó không chọn trí tuệ. Thì cô bảo rất rõ ràng đấy là gì, cái việc trí tuệ là nó là vấn đề của học tập, cái đấy em có thể cố được, đại khái trong quá trình sau này em rèn luyện em học tập thì tự nhiên em sẽ nâng cao cái phần đấy. Thì câu trả lời đấy anh nghĩ về bản thân anh, cá nhân anh nghĩ là cũng rất ok. Nhưng mà em nghĩ là một khi đã có trí tuệ thì mình sẽ biết cách để có thể làm đẹp được mà, chứ đâu phải là trí tuệ là sẽ không biết cách làm đẹp. Mình vẫn có thể hoàn thiện được, như câu nói là không có phụ nữ nào xấu mà chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Với lại bây giờ thẩm mỹ cũng đã rất là tiên tiến rồi, cho nên là cái chuyện mà đẹp xấu rất là dễ. Em đồng ý là mình chọn trí tuệ hơn. Bởi vì thực ra ở kinh nghiệm bản thân em, hay là em nhìn thấy rất là nhiều bạn khác. Bản thân em ngày xưa em có 46kg thôi, nhìn em cực kỳ là xấu, da em cực kỳ xấu và sức khỏe em không có. Em phải luyện tập rất là nhiều, em phải làm này làm kia rất là nhiều, ăn uống rồi tập luyện tất cả. Những cái thứ đó em đều phải trau dồi, chứ không có phải là tự nhiên mà mình có được cái điều đó để mình làm đẹp. Mình có trí tuệ rồi mình sẽ dùng trí tuệ để làm đẹp.
Ok, quan điểm của đàn ông, phụ nữ của các vùng đất khác nhau có thể khác nhau, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền chọn lựa người mà mình thấy là phù hợp với mình. Đấy là lý do tại sao Lâm Vĩ Dạ không lấy CJ. em vẫn chưa hài lòng. Em muốn Lâm Vĩ Dạ thay đổi suy nghĩ để chồng được phép và có thời gian để mà làm đẹp. Chồng em bây giờ đang rất đẹp và không cần phải làm đẹp nữa. Rồi, chúng ta chốt rồi. Chốt rồi. Chúng ta có quyền làm đẹp theo ý mình muốn. Đàn ông hay phụ nữ đều có quyền được làm đẹp. Chúc mừng mọi người. Thưa quý vị, hiện nay gia đình chúng tôi đang đứng theo đội hình hình chữ M. Ở giữa đây em đứng sát một chút vào đấy. Đấy, đây là đội hình hình chữ M. Anh ơi, em mỏi cổ quá. Sao em cứ như cái thùng lũng thế này? Vâng, nhưng thưa quý vị, không quan trọng. Lâm Vĩ Dạ vẫn đẹp, Hoàng Thùy vẫn đẹp, Mikachu vẫn đẹp, Hansara vẫn đẹp. Ôi người, tại sao anh cứ bị chập chờn vậy ạ? Chập chờn, Hansara vẫn đẹp và Lily cũng rất đẹp. Tất cả chúng ta đều có quyền làm đẹp theo ý mình muốn. CJ hoàn toàn có thể đắp mặt nạ và skin care. Và đấy là quyền tự do của tất cả mọi người. Và đấy là thông điệp mà chương trình Đẹp Da Tùy Tục của chúng tôi cũng muốn tất cả mọi người cùng chia sẻ. Còn với riêng cá nhân là Vĩ Dạ, chồng là Vĩ Dạ rất là đẹp trai rồi. Cho nên tôi không đồng ý chồng tôi làm đẹp. Và nhập giao tùy tục tức là gì? Nếu như CJ mà chuyển về nhà Lâm Vĩ Dạ ở thì CJ cũng phải bỏ dần cái thói quen đấy nếu như không muốn có được Lâm Vĩ Dạ hả? Lâm Vĩ Dạ phải làm quen với việc làm đẹp. Ok, đấy, nếu mà về nhà em, còn nếu là nhà Lâm Vĩ Dạ thì Lâm Vĩ Dạ có quyền nhập giao tùy tục. Không, nhưng mà nếu như mà CJ về nhà em có thể cùng làm đẹp cho CJ. Okay. Vâng. Thưa quý vị, chương trình Nhập Giao Tùy Tục của chúng tôi do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất, lên sóng thường xuyên vào lúc 20:30 trên VTV3 thứ 6 hàng tuần. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.